Một loại nước đóng chai khác của Tân Hiệp Phát là trà thảo mộc Dr. Thanh vừa được một người dân ở Nghệ An phát hiện chứa vật thể lạ. Tuy nhiên khi phát hiện chai nước có dấu hiệu bất thường thì người dân đã quay lại clip và chuyển đến VTC 14 với thái độ rất dè dặt. Bà Phạm Thị Loan, trú tại khối 11, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An cho biết, ngày hôm nay bà mua một lô 6 chai trà thảo mộc Dr. Thanh ở thị trấn Quỳ Hợp. Khi cầm chai nước lên, định mở nắp để uống thì bà phát hiện có một vật thể lạ nổi lênh bềnh trên chai. Vật thể có màu vàng, to như đầu ngón tay. Hình ảnh clip cho thấy nắp chai chưa bị mở, lớp màng nhựa niêm phong vẫn còn nguyên. Bà Loan cho biết khi thấy có vật lạ, bà không dám mở nắp chai mà giữ nguyên hiện trạng. Bà Loan chia sẻ, bà đã giấu kín chai nước trong tủ, không cho con cháu nghịch để tránh nắp chai bị mở. Sau đó bà ghi lại hình ảnh chai nước và gửi đến VTC 14 với mong muốn cảnh báo những ai thường xuyên uống loại nước này cần để ý tránh uống phải vật lạ.